Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình cũng tiếp tục mà mình làm một bữa cơm trưa cho gia đình mình ăn ha. Thì trong cái lúc dịch bệnh này thì mình không có thể nào mình đi ra ngoài mình mua thức ăn được các bạn. Cho nên là mỗi một lần mình đi chợ là mình mua được, mình phải mua cho nó nhiều nhiều rồi mình sẽ để vào trong tủ đông thì mình ăn sẽ được lâu ngày hơn. Thì cá thì mình cũng mua, mình về mình cũng rửa sạch sẽ rồi sau đó thì mình sẽ để vào trong ngăn đông. Thì cá này là cá điêu hồng thì mình cũng có kho một ít là mấy hôm trước rồi, thì hôm nay là mình cũng mới vừa xả đông ra rồi mình cũng rửa lại sạch sẽ rồi một hồi là mình sẽ nấu canh mặn cho gia đình mình ăn ha. Thì lúc trước là gia đình của mình là ăn thì thường thường là cũng có một bữa như là cá kho hoặc là canh rau thêm với lại rau luộc gì đó. Thì trong lúc này thì do dịch bệnh thì mình ăn sẽ càng đơn giản, càng tiết kiệm thì càng tốt hơn ha. Tại vì trong cái lúc này là mình đi đứng rất là khó, với lại mình ăn mà phung phí quá thì là đồ ăn của mình nó sẽ cạn kiệt, thì mình sẽ không còn đồ ăn để mình ăn nữa. Cho nên là mình sẽ nấu càng đơn giản thì nó sẽ càng lợi cho gia đình mình hơn ha. Thì hôm nay mình cũng có là cá mình cũng xả đông rồi, mình cũng rửa sạch sẽ rồi, với lại ba trái cà chua, với trái ớt, ớt hiểm, nước mắm, gia vị thì mình cũng có đường, muối, bột ngọt với hạt nêm. Thì canh mặn thì mình cũng có là rau cần với lại hành lá thôi, không cần cái gì nữa hết đó các bạn. Thì miễn sao là mình nấu ra một bữa cơm mình ăn là được rồi. Thường thường á, cá thì mình ướp trước có là đầu hành, rồi mình đặng mình ướp đặng cho cá mình nó sẽ không có còn mùi tanh ha. Mình sẽ đặt cho nó dẹp dẹp ra, sau đó thì mình sẽ cắt khúc khúc. Ví dụ nếu mà các bạn thấy mà nó chưa có nhuyễn á, thì mình sẽ đập xuống một cái nữa đặng cho nó nhuyễn ra như vậy. Đặng một hồi mình ướp cá cho nó dễ. Còn nếu mà để nguyên một tép như vậy á, thì nó không có cái mùi hương nhiều, thì cá mình nó sẽ ướp nó sẽ còn cái mùi tanh thì nó sẽ không ngon nha. Thì mình cũng chuẩn bị cái thau inox nè, thì mình sẽ ướp cá ha. Thì mình sẽ cho cá vào trong thau. Với đầu hành đó là mình cũng đập ra nè. Mình sẽ ướp một ít, còn một ít đó đặt một hồi mình cháy với ớt nha. Với lại gia vị thì mình sẽ cho vào hết luôn. Nước mắm thì một hồi mình sẽ nêm sau. Rồi bây giờ là mình sẽ trộn lên, mình ướp trong vòng là 20 phút đặng cho cá nó sẽ thấm. Cái này là mình ăn nguyên một ngày luôn đó các bạn. Tại vì mình ăn tiết kiệm á. Nước cho nó thấm rồi là mình sẽ tiến hành là mình sẽ xuống mình cháy ớt nè, với đậu hành hồi nãy mình chừa lại một ít á. Một hồi khi mà mình cháy xong rồi mình mới nấu nước sôi thì mình mới thả cá vô. Tiếp theo là mình sẽ cắt cà chua nha, một trái cà chua như vậy thì mình sẽ sắp ra làm 4. Còn cái cuốn này mình sẽ cắt mình bỏ. Nấu canh mặn này chỉ có cà chua với lại cần với hành lá là được rồi, thì tùy theo sở thích của các bạn thôi. Còn hành cần thì mình cũng cắt khúc khúc luôn, mình sẽ lấy hết như vậy rồi mình cắt từng gọt chung luôn, vừa hành vừa có cần luôn ha. Thì mình sẽ cắt khúc xuống như vậy. Rồi mình sẽ để qua cái dĩa luôn. Mình cũng bắt cái nồi lên rồi ha. Thì mình sẽ cho dầu ăn vào trong cái nồi luôn. Rồi mình sẽ phi hành với ớt. Đây, hành với ớt mà mình nãy mình có chừa lại đó. Phi cho nó thơm lên rồi á, thì mình sẽ cho nước vào nha. Cái này là mình chỉ sử dụng đầu hành thôi, chứ mình không có nêm tỏi nha. Thì tùy theo sở thích của cả nhà. Ví dụ thích ăn tỏi thì mình phi tỏi, còn không mình làm đầu hành thôi cũng vẫn được. Hành giờ cũng đã thơm rồi, thì giờ mình sẽ cho nước vào nha. Và bây giờ là mình sẽ nấu một nồi, đặng là mình ăn từ sáng cho tới chiều luôn. Bây giờ mình sẽ thêm một ít gia vị để mình nêm nếm nha. Thì mình sẽ cho thêm một ít muối nè.
với một ít đường và bột ngọt. Rồi bây giờ là mình sẽ chờ nước sôi thiệt sôi rồi mình mới cho cá vào nha các bạn. Nồi nước á bây giờ cũng đã sôi rồi thì bây giờ là mình sẽ cho cá vào nha. Cái này cá mình thả vào từ từ thôi các bạn, chứ để một lượt có nó văng cái là bị phỏng. Rồi bây giờ là mình sẽ tráng cái thau nè, có cái nước gia vị á mình tráng. Rồi bây giờ là mình sẽ chờ cá chín á, rồi mình mới cho như cà chua nè, với lại cần hành lá vô ha. Cá giờ nó cũng đã chín rồi các bạn, thì giờ là mình sẽ cho cà chua ha. Còn nếu mà các bạn thích cà chua mình bầm ra rồi mình cháy thì nó sẽ có cái màu nó đẹp hơn. Còn như nhà mình hôm nay là mình ăn tiết kiệm, mình không có cháy nha. Mình có mấy trái mình nấu chung như vậy nè, đặng một hồi là mình ăn luôn chứ mình không có cần cháy. Cái này một hồi là mình sẽ dặn vô một ít nước mắm nè cho nó thơm cái nồi nước lèo của mình, cho nó thơm với nồi nước canh của mình ha. Mình cho cà chua nó chín tí xíu nữa rồi mình để như cần với lại hành lá vô nữa, rồi nó sôi bần lên cái mình tắt bếp là mình ăn được rồi đó. Rồi cà bây giờ nó cũng chín rồi nè, bây giờ mình sẽ cho gia vị cái đồ nêm vô, rồi sau đó thì mình sẽ đảo lên một vòng, rồi là sau đó thì mình sẽ tắt bếp ha. Các bạn nêm nếm cho vừa khẩu vị gia đình mình ăn nha. Giờ mình đã làm xong một cái nồi canh mặn rồi đó, thì bây giờ là mình sẽ múc cơm nữa rồi mình ăn thôi các bạn. Các bạn thấy nè, mình ăn cái rau các bạn thấy không, mình nồi nước thì rất là nhiều còn đồ nêm thì nó rất là ít, thì bây giờ là mình cứ việc mình ăn tạm như vậy đi, qua cái mùa dịch này thì mình sẽ ăn ngon hơn tí xíu nữa nha. Thì cái tô canh mặn cá điêu hồng của mình á là mình cũng đã nấu xong ha. Thì các bạn thấy cái nồi canh này mình nấu tương đối nó rất là dễ và nấu nó cũng lẹ nữa đó. Thì trong cái mùa dịch này thì mình chỉ nấu ăn đơn giản như vậy thôi. Các bạn cũng gán là thắt lưng buộc bụng nha, ăn cho qua ngày thôi các bạn. Thì mình cũng chúc cho các bạn thì được nhiều sức khỏe nè, đặng có sức khỏe thì mình mới chống được qua cái cơn đại dịch này ha. Thì các bạn cũng ở nhà đừng nên đi ra đường, ví dụ các bạn cần gì thì bây giờ địa phương thì người ta cũng có đi chợ giùm. Thì các bạn không ra đường như vậy thì mình sẽ cùng nhau đặng mình chống dịch các bạn, chứ nếu mà mình đi lung tung quá thì cũng không có tốt đâu, cũng không có hay ha. Thì video của mình là sẽ kết thúc tại đây. Mình cũng cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem video của mình nha. Nếu thích thì like và chia sẻ cho các bạn nhiều người cùng xem nhé. Và nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Xin chào cả nhà.